tôi hoạt động là từ 6-7 giờ sáng là bắt đầu tôi hoạt động để mà tôi hầm xương, làm những cái thứ mà chuẩn bị để cho cái buổi chiều 2 giờ là đầu giờ bắt đầu là tôi chuẩn bị tôi bán. Cái tô bánh canh của mình á, bánh canh cua của mình là gồm có chả tôm, thịt luộc, trứng cút, tôm, cua mà mình cua là mình lược xương ra, mình coi như mình chỉ lấy cái phần thịt đó để mà mình chế biến làm cho cua xào ăn nó đậm đà, có cái vị đậm đà ngon hơn mà nó có cái vị thơm, nó không có còn tanh nữa, nó ăn nó rất là ngon. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.